Những ngày qua, loạt thông tin xoay quanh Huyền Baby đang thu hút sự quan tâm của công chúng. Mới đây nhất, không chỉ chồng mà bạn thân còn tiết lộ thêm một câu chuyện hài hước về nàng này. Màn tái xuất của Huyền Baby thông qua việc tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã giúp cô nàng một lần nữa khẳng định tên tuổi với công chúng, trái ngược với hình ảnh sang chảnh giàu có ở trên mạng xã hội. Cựu hot girl luôn thể hiện sự thân thiện khéo léo khi xuất hiện ở chốn đông người. Không chỉ được khán giả không ngừng săn đón nồng nhiệt, mà những bài viết của người đẹp đều thu về lượt tương tác khủng từ cư dân mạng. Dù đã kết hôn và trải qua hai lần sinh nở, nhưng cho đến nay, cựu hot girl vẫn lựa chọn che giấu diện mạo, danh tính của chồng và con mình. Mới đây, một chia sẻ của Huyền Baby một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc cha mẹ muốn nuôi dạy con tốt cần là một tấm gương cho chúng noi theo. Cụ thể, cô nói với quý tử rằng: "Sữa ơi, giờ mình lớn rồi, tự mình xúc ăn chứ nhỉ?" Tuy nhiên, nhóc tí bất ngờ đáp lại: "Bố nói với con là bà ngoại nói với bố là mẹ học lớp 3 mà vẫn có người xúc cơm cho mà." Chưa câu nói của con trai, người đẹp không khỏi ngạc nhiên và thốt lên: "Ủa vậy là chung đồng đội dưới trưa ông trưởng FC?" Chưa dừng lại ở đó, nữ ca sĩ Emily, bạn thân của cựu hot girl, còn tiết lộ thêm một câu chuyện quên chưa kể khúc ngậm cơm xong trốn đi nhổ A. Khi biết loạt kỷ niệm lúc còn nhỏ của Huyền Baby, nhiều khán giả trêu đùa rằng cô nàng vốn đã giống hệt em bé ngay từ thời ấu thơ. Tự nhiên khúc này sự ngang hả chị, mãi là em bé cute quá mà, câu chuyện cũng hài lắm nè nàng xinh. Hèn gì sau này chị lấy nghệ danh Baby, tại lúc nào cũng rất là em bé, rất là con nít luôn. Thực tế, quan điểm của cựu hot girl khi dạy con tự xúc hiện nay là hoàn toàn chính xác, nhất là khi nhóc tì nhà phú bà đã học tiểu học. Không chỉ con trai của cô nàng mà rất nhiều đứa trẻ khác dù lớn nhưng vẫn ỷ lại bố mẹ trong việc ăn uống, thậm chí chính những bậc sinh thành cũng nuông chiều hoặc không thể kiên nhẫn trong việc nhìn trẻ tự xúc ăn nên đành chiều theo hướng xúc ăn hộ trẻ. Bên cạnh đó, câu chuyện chia sẻ của Huyền Baby cũng một lần nữa là lời nhắc nhở tới tất cả các bậc cha mẹ về việc nếu muốn nuôi dạy con cái tốt, hình thành những kỹ năng sống và suy nghĩ tích cực cho trẻ trong suốt quá trình trưởng thành, thì chính bố mẹ, người thân trong gia đình và người lớn phải là những người có lối sống đúng đắn, là tấm gương để trẻ soi vào đó mà yên tâm nghe theo những lời chỉ bảo. Mặc dù đã rời xa làng giải trí gần một thập kỷ trước, nhưng cuộc sống của Huyền Baby vẫn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Một trong những lý do là cuộc hôn nhân viên mãn, trong đó cô được chồng yêu thương và chiều chuộng như bà hoàng. Không ít lần Huyền Baby được ông xã cưng như công chúa đã khiến dân tình ghen tị. Điển hình như vào dịp Valentine năm 2020, Quang Huy đã tặng cô một căn biệt thự không khác gì một lâu đài, có giá trị lên đến 3,5 triệu đô, tương đương hơn 80 tỷ đồng. Từ đó đến nay, hiếm có ai có thể vượt mặt nam doanh nhân trong việc tặng quà khủng cho vợ. Không những vậy, anh chàng còn sẵn sàng làm cho bạn đời từ những điều đơn giản nhất như vào bếp nấu ăn khi giúp việc không ở nhà, kiên nhẫn chờ vợ shopping. Sáng dậy không thấy cô chủ giúp việc đâu, mọi người đều đi vắng. Nên hôm nay anh chồng chuẩn bị bữa sáng cho ăn. Khi người đàn ông vào bếp, mọi ngăn tủ sẽ được mở ra và không đóng lại. Mọi thứ trở nên rất sinh động, được hôm người ấy nấu ăn cho.